Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng. Tử vi nữ mạng tuổi này bản chất hiền lương, ngay thẳng nhưng tính tình nóng nảy, thiếu mềm dẻo trong giao tiếp, không thuận lợi trong lĩnh vực ngoại giao. Doanh thương nhưng lại dễ thành công trong chuyên môn của mình hay là những ngành nghề cố định. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời của nữ bản mệnh này, xin mời quý vị hãy theo dõi video ngay sau đây để có sự chiêm nghiệm cho bản thân của mình. Gia chủ nữ mạng Mậu Tuất sinh năm 1958, có cung mệnh thuộc cung Tốn, mạng bình địa mộc, cây mọc trên đất vàng, xương con chó, tướng tinh con vượng, Phật bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc, bình địa là cây đất bằng. Gái sinh nghịch số hạ thu, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì. Có lúc tai nạn hiểm nguy, thế mà vật độ được qua tai nạn. Bởi đầu tai nạn lôi thôi, nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tiêu. Vợ chồng khắc khẩu, cãi hoài, thế mà con cháu đầy đàng phải lo. Nữ nhân ít kẻ hiền lương, gặp chồng mạng nhỏ thì cầm quyền ngay. Số gái tánh cũng như trai, giận ai muốn xé nuốt tươi mới vừa. Có tính khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thương nhảy vào. Tổng quan, phụ nữ tuổi Mậu Tuất có chút vất vả vào tiền vận, nhưng sang đến trung vận, công danh và sự nghiệp sáng lạn, cuộc đời sẽ được tốt đẹp, có thể đạt được vinh hoa phú quý vào hậu vận. Những người tuổi Mậu Tuất có số hưởng thọ trung bình từ 78 đến 85 tuổi. Những người nào sống tốt bụng, lương thiện, tu tâm tích đức thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người nữ tuổi Mậu Tuất có thể chia thành 3 trường hợp sau. Những người hạ sinh vào tháng 3, 7 và 12 âm lịch, tình duyên có phần trắc trở hơn những tháng khác. Họ có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi về chuyện tình duyên trong cuộc đời. Những người sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi trong tình duyên. Còn những người sinh vào các tháng 1, 2, 6 và 9, 10 âm lịch sẽ có được tình duyên tốt đẹp, không phải trải qua bất kỳ sự thay đổi nào. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người nữ Mậu Tuất có chút phiền muộn vào trung vận, sang đến hậu vận sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Công danh sự nghiệp và tài lộc trải qua nhiều thăng trầm, nhưng chỉ dừng lại ở mức bình thường, không tiến xa hơn được. Để tăng cường vận trình tài lộc, quý gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958 nên sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất, vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não đỏ khắc hình 3 linh vật Dần, Ngọ, Tuất, mang lại năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực cho thân chủ, giúp cho thân chủ thâu thu tiền tài, tài lộc vượng phát. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp, huyết long, Dần, Ngọ, Tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn, Kỷ Hợi, Quý Mão và Ất Tỵ là các tuổi mà phụ nữ Mậu Tuất nên hợp tác trong công việc. Những tuổi này sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, tránh được những khó khăn, thu về nhiều tài lộc, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi, lựa chọn vợ chồng. Cuộc sống sẽ hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả khi nữ Mậu Tuất kết duyên với các tuổi về tài lộc lẫn tình duyên rất hợp như sau. Đó là các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi. Những nam mạng chỉ hợp về tình duyên là Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn và Bính Ngọ sẽ mang lại một cuộc sống gia đình hòa thuận vui vẻ nhưng cũng không được giàu sang sung túc cho người nữ Mậu Tuất khi kết hôn. Người nữ Mậu Tuất không nên lựa chọn hôn nhân với các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Cuộc sống sẽ đầy sự ngang trái và túng quẫn khi bạn kết duyên với hai tuổi này. Hai người này sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong được hạnh phúc. Bạn không nên kết hôn vào các tuổi 16, 28, 18, 24, 30 và 36 tuổi. Các năm xung khắc trong đường tình duyên sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của bạn gặp nhiều phiền muộn, không được lâu dài. Tuổi Đại Kỵ, những người phụ nữ tuổi Mậu Tuất không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi xung khắc, Tân Sửu và Quý Sửu. Chuyện làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, thất bại, còn tình duyên sẽ dang dở, không bền. Nếu con cái, người thân mang tuổi Đại Kỵ,
thì nên cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người để tìm cách hóa giải xung khắc. Còn trong chuyện tình duyên thì không nên tổ chức đám cưới linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng tổ tiên để được chứng giám có thể chung sống với nhau đến trọn đời. Năm khó khăn nhất, những nữ mạng tuổi Mậu Tuất sẽ phải trải qua một số năm rất khó khăn, chật vật, làm gì cũng không được như ý muốn. Đó là các năm 24, 29, 34 tuổi. Vào các năm này nên chú trọng đề phòng bất trắc trên phương diện công việc, sự nghiệp hay tình cảm. Nếu thờ ơ, không quan tâm thì cuộc sống sẽ gặp nhiều rắc rối, ốm đau, bệnh hoạn. Ngoài những tuổi trên, bản mệnh đang bước vào giai đoạn hậu vận của cuộc đời, do đó càng phải cẩn thận chú ý đến các vấn đề sức khỏe. Lời khuyên cho quý vị gia chủ sinh năm 1958 là nên sử dụng pháp khí chiêu cầu sức khỏe và bình an của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao tập trung trong công việc. Đặc biệt là để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực. Xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, những người nữ mạng Mậu Tuất xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng chẵn là thích hợp nhất. Xuất hành vào thời điểm này chính là giờ hoàng đạo, sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, công việc suôn sẻ, thu về nhiều tài lộc. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 20 tuổi và năm 21 tuổi, nhiều điều không thuận lợi trong chuyện tình cảm và cuộc đời. Năm 22 tuổi và năm 23 tuổi, công danh gặp nhiều may mắn. Năm 24 tuổi và năm 25 tuổi, những thành công trong công việc mang lại nhiều tiền tài, chuyện tình cảm ở mức bình thường. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi và năm 27 tuổi, công danh và tài lộc có nhiều điều hay đẹp. Năm 28 tuổi và năm 29 tuổi có nhiều triển vọng cho tài lộc và cuộc đời, nắm bắt cơ hội sẽ thu được thành quả lớn. Năm 30 tuổi, công danh sự nghiệp đều tốt đẹp. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi và năm 32 tuổi, tài lộc dồi dào, cuộc sống đầy đủ sung túc. Năm 33 tuổi và năm 34 tuổi, công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Đến năm 35 tuổi, gia đạo êm ấm, có tài lộc vào cuối năm. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, trong năm 36 tuổi và 37 tuổi, công việc không thuận lợi, tránh xuất hành đi xa hay thực hiện những dự định lớn, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Năm 38 tuổi và năm 39 tuổi, mọi sự ở mức trung bình. Đến năm 40 tuổi, tài lộc dồi dào nhưng vẫn cần phòng bị việc bị hao tổn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào những năm này không có biến động gì lớn xảy ra. Công việc làm ăn cẩn trọng sẽ tránh được rủi ro mất mát tiền của. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi sự đều ở mức khá. Gia đạo có nhiều niềm vui vào những năm này. Công việc gặp nhiều suôn sẻ thuận lợi, có nhiều tin vui đến từ con cái. Sức khỏe của nữ mạng Mậu Tuất giảm sút, cẩn thận đau ốm liên miên. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, trong khoảng thời gian này, gia đạo có chút rối ren, sức khỏe giảm sút trông thấy, nhất là vào mùa đông. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao để chống chọi lại với căn bệnh của tuổi già. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, phụ nữ Mậu Tuất có hạn lớn, vào các năm này, cơ thể đau ốm liên miên. Thưa quý vị, như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa luận đoán xong tử vi trọn đời nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chiêm nghiệm, vì vậy, mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chủ bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và vạn sự như ý.